thông minh nhé. Tiếp theo mình sẽ dùng cái tờ giấy màu hồng này. Giờ mình sẽ vẽ ra những cái hình trái tim này nhé. Để vẽ ra hình trái tim nhỏ thì mình sẽ cắt ra những cái này giấy thì mình vuông nha. Mình sẽ cắt ra những cái mảnh giấy hình vuông màu hồng. Và mình sẽ đặt đôi phần giấy lên lại nha. Cái tiếp theo này, ở đây mình có là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái nhé. Sau khi mà mình đã gập xong thì mình sẽ dùng cái bút chì này để vẽ một nửa cái hình trái tim để mình có cái đường để cắt ra nha. Và mình sẽ cắt nó ra nha. Đó, như vậy là mình đã được một hình trái tim này. Mình sẽ cắt 5 cái còn lại tương tự như vậy nha. Cái thứ 3 này. Cái thứ tư này. Cái thứ năm này. Cái thứ sáu này. Sau khi mình đã cắt xong được 6 cái hình trái tim như thế này, giờ mình sẽ để gắn lên cái phần thiệp nha. Đó, mình đã gắn được 6 hình trái tim như thế này. Bây giờ mình sẽ đi kẻ cái phần ở bên trong. Cái phần bên trong này thì mình sẽ dùng để ghi những cái lời chúc. Thì mọi người có thể dùng một cái tờ giấy hoặc là một cái tờ giấy khác màu này. Và mình sẽ cắt một cái hình ra. Mình sẽ gắn vào giữa nha, để mình làm cái phần ghi cái lời chúc.
Tiếp theo mình sẽ kể. Mình sẽ kể những cái dòng kể như thế này, để nghe những cái lời chúc của phía bên trong nha. Rồi mình sẽ dùng cây bút màu nước. Để trang trí phần ở bên trong này. Ở bên trong các bạn có thể vẽ những bông hoa hoặc hình trái tim thêm. Đây mình sẽ vẽ bông hoa ở bốn góc. Mình sẽ nghe cái chữ happy ở giữa này. Đó. Như vậy là mình đã hoàn thành xong một cái tấm thiệp màu xanh cực kỳ đơn giản và dễ làm như thế này. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nhé. Bye bye.